Cô chào các em. Vậy là từ đầu học kỳ 2 tới giờ mình đã học được hết thảy là bao nhiêu văn bản truyện ký Việt Nam hiện đại rồi các em? Thử hệ thống lại tí xíu nha. Mình học hết thảy là 4 văn bản nè. Thứ nhất là bài học đường đời đầu tiên được trích từ Giấy mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài. Thứ hai là Sông nước Cà Mau được trích từ Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Và thứ ba là truyện ngắn Bức tranh của em gái tôi của tác giả Tạ Duy Anh. Và thứ tư là văn bản Vượt thác được trích từ tác phẩm Quê nội của nhà văn Võ Quảng. Giờ cô mời các em xem bức tranh này. Nhìn vào tranh thì các em thấy hình ảnh gì nè? Đây là tháp Eiffel, một biểu tượng của thủ đô Paris nước Pháp. Và ngày hôm nay cô muốn mời các em đến nước Pháp xa xôi để tìm hiểu về một tự truyện của một em bé vùng Alsace qua truyện ngắn Buổi học cuối cùng của nhà văn Alphonse Daudet. Ở nhà chắc các em đã đọc trước truyện ngắn này rồi phải không nè? Bây giờ mình sẽ dở sách giáo khoa trang 54 ra để mình tìm hiểu tí xíu thông tin về tác giả tác phẩm nha các em. Đây là chân dung của tác giả Alphonse Daudet. Và trong cái chú thích dấu sao thì có nhiều thông tin về tác giả, nhưng cô tóm tắt lại cho các em hai ý chính. Thứ nhất là Alphonse Daudet sinh năm 1840 và mất vào năm 1897, là nhà văn Pháp. Thứ hai, ông là tác giả của nhiều truyện ngắn nổi tiếng. Về phần truyện ngắn Buổi học cuối cùng thì các em lưu ý cho cô. Lưu ý điều gì nè? Buổi học cuối cùng kể về một buổi học bằng tiếng Pháp cuối cùng ở lớp học của thầy giáo Hamel ở trường làng vùng Alsace. Đó là thời kỳ sau chiến tranh Pháp Phổ, nước Pháp thua trận phải cắt hai vùng Alsace và Lorraine ở sát biên giới nước Phổ cho quân Phổ. Và các trường học ở hai vùng này theo lệnh của chính phủ là sẽ không được học tiếng Pháp và buộc phải chuyển sang học bằng tiếng Đức. Chính vì vậy mà tác giả đã đặt tên cho truyện ngắn của mình là Buổi học cuối cùng. Vậy là mình vừa tìm hiểu xong phần một la mã, bây giờ mình chuyển sang hai la mã đọc hiểu văn bản nè. Khi đọc văn bản này thì các em cần lưu ý cho cô cái giọng điệu và nhịp điệu của lời văn biến đổi theo cái nhìn và tâm trạng của chú bé răng. Ở cuối truyện thì các em đọc nhịp điệu hơi dồn dập, căng thẳng và giọng đầy xúc động. Đặc biệt nữa là đây là một cái tác phẩm văn học nước ngoài, trong đó có rất nhiều từ phiên âm bằng tiếng Pháp, cho nên các em cần đọc thật kỹ cái chú thích, tìm hiểu những cái từ khó, đọc đúng những cái từ phiên âm để mình dễ dàng tiếp cận với văn bản hơn. Vậy thì mình đọc cái truyện này rồi, các em thấy là truyện được kể bằng lời của nhân vật nào? Ở ngôi thứ mấy? Khi mà mình lựa chọn ngôi kể như vậy thì có tác dụng gì? Ngoài ra thì mình còn có thêm những nhân vật nào khác trong truyện nữa? Các em thấy truyện này nó giống như ở Giấy mèn phiêu lưu ký về cái cách lựa chọn ngôi kể đó, tức là truyện được kể bằng ngôi thứ nhất, bằng lời của nhân vật, đó là cậu bé răng. Cái cách kể như vậy sẽ tạo được ấn tượng về một câu chuyện có thật lần lượt hiện ra qua sự tái hiện của người chứng kiến. Và cái cách kể này còn thuận lợi cho việc biểu hiện ý nghĩ tâm trạng của nhân vật về buổi học cuối cùng mà bản thân mình đã trải qua. Vậy thì ta thấy cái hay đầu tiên về mặt nghệ thuật đó là tác giả đã lựa chọn được cái ngôi kể và cái điểm nhìn rất phù hợp cho cái câu chuyện kể của mình. Ngoài nhân vật chú bé răng ra thì các em thấy trong câu chuyện còn có ai nữa nè? Có thầy giáo Hamel nè, có bác phó rèn Walter, có cụ già Hoje, và những cái các em nhỏ khác ở trong lớp học nữa. Vậy thì theo các em, bài văn này mình có thể chia ra làm mấy phần? Cô tạm thời chia cho các em bố cục 3 phần nha. Phần 1 cô chia từ đầu đến mà vắng mặt con. Đây là quang cảnh trên đường đến trường, ở trường và tâm trạng của Răng trước buổi học. Phần 2 cô sẽ chia tiếp theo cho đến nhớ mãi buổi học cuối cùng này. Đây là diễn biến của buổi học cuối cùng. Và phần 3, phần còn lại là kết thúc buổi học. Giờ mình sẽ chuyển sang tìm hiểu cái diễn biến tâm trạng của cậu bé Răng nha các em. Để các em dễ theo dõi thì cô sẽ chia ra làm 3 thời điểm diễn biến tâm trạng của Răng: trước buổi học, trong buổi học và khi kết thúc buổi học. Bây giờ ta đi vào trước buổi học nè. Vào cái buổi sáng hôm diễn ra buổi học cuối cùng,
Răng đã thấy có cái gì đó khác lạ trên đường đến trường. Các em thấy có gì khác lạ nè? À, trên đường đến trường thì Răng thấy trời trong và nắng ấm, bầu trời rất là đẹp. Quân phổ đang tập trên đường và có rất là nhiều người dân đang tập trung ở bản cáo thị. Bản cáo thị là cái nơi mà một năm qua đưa rất là nhiều tin chẳng lành về chiến tranh. Vậy thì các em thấy là tất cả những cái điều đó đã báo hiệu một cái gì đó rất là nghiêm trọng khác thường của ngày hôm ấy, nhưng mà Răng chưa nhận ra. Vậy thì lúc bấy giờ cái tâm trạng của Răng như thế nào nè? Răng có ý nghĩ gì? Răng định trốn học vì nó đã bị trễ giờ và nó chưa thuộc bài về về các phân từ. Nhưng cậu bé này đã cưỡng lại được cái ý định đó và vội vàng trả đến trường. Và trên đường đến trường thì bác phó rèn Walter thấy Răng vội vã như vậy đã nói như thế nào các em? Đừng vội vã thế cháu ơi, đến trường lúc nào cũng vẫn là chưa muộn. Các em thấy là cậu bé rất là ngạc nhiên trước cái lời nói của bác phó rèn Walter, nhưng mà cậu vẫn chưa nhận ra được điều gì cả. Vậy thì các em thấy trước buổi học cuối cùng, chú bé Răng vẫn là một chú bé lười học, nhút nhát nhưng mà rất là trung thực. Vậy thì trong buổi học cuối cùng ta xem coi tâm trạng của Răng như thế nào. Răng vội vàng chạy đến trường và trong đầu nó cứ nghĩ là nhân cái lúc mà các bạn đang hỗn độn ở đầu giờ học đó thì mình sẽ lẻn vào chỗ ngồi và không bị thầy Hamen quở phạt. Nhưng không ngờ khi đến đây thì nó thấy cái không khí lớp học rất là trang nghiêm, mọi người ngồi rất là yên lặng và nó phải vô cùng xấu hổ ngượng nghịu khi đi vào giữa cái sự im lặng như vậy. Và lúc bây giờ các em thấy là cái thái độ của Răng cũng rất là ngạc nhiên nữa, vì ngày hôm nay thầy Hamen không la mắng như mọi hôm mà thầy nói rất là nhẹ nhàng: "Răng, hãy vào chỗ học nhanh lên con, lớp sắp bắt đầu học rồi mà vắng mặt con." Khi Răng ổn định chỗ ngồi rồi thì lại thêm một cái sự ngạc nhiên nữa. Tại sao hôm nay thầy Hamen lại mặc một cái trang phục đẹp như vậy? Trang phục mà thầy chỉ để dành mặc vào những cái ngày lễ quan trọng thôi. Và lúc này thì Răng lại tiếp tục nhìn xuống dưới phía cuối lớp học. Lại thêm một bất ngờ nữa là sao mà có nhiều cái cụ già đến tham gia cái lớp học này quá. Nhưng Răng vẫn chưa nhận ra được điều gì. Thì bỗng nhiên thầy giáo Hamen cho biết là hôm nay là buổi học cuối cùng bằng tiếng Pháp của lớp mình. Lúc đó các em thấy tâm trạng của Răng như thế nào nè? Răng choáng váng, sững sờ. Cậu đã nhận ra được những cái sự khác thường của buổi sáng ở trụ sở xã, ở lớp học và cái trang phục mà thầy giáo đang mặc. Cậu thấy bắt đầu hối tiếc và ân hận về cái sự lười học của mình bấy lâu nay. Và cái sự ân hận của cậu bé còn lớn hơn khi đến lượt mình đọc bài về các phân từ mà không thuộc chút nào. Sự ân hận ấy đã trở thành một nỗi xấu hổ. Răng tự giận mình. Và chính cái tâm trạng này mà khi nghe thầy giáo giảng ngữ pháp, Răng cảm thấy thật dễ dàng và dễ hiểu. Được chứng kiến hình ảnh cảm động của các cụ già đến dự buổi học, nghe và hiểu được những cái lời nhắc nhở thiết tha của thầy giáo và qua tất cả mọi việc đã diễn ra trong buổi học ấy, nhận thức và tâm trạng của Răng đã có một cái sự biến đổi rất là sâu sắc. Cậu bé đã hiểu được ý nghĩa thiêng liêng của việc học tiếng mẹ đẻ, nhưng điều đó như thế nào các em? Đã quá muộn màng rồi, vì cậu không còn cơ hội để học cái tiếng mẹ đẻ của mình nữa, mà bắt đầu từ cái buổi học này trở đi, cậu bắt buộc phải học tiếng của một dân tộc khác. Vậy thì các em thấy, từ một cái cậu bé lười học, bây giờ chuyển sang thích học, ham học, thì cái cơ hội học tập lại không còn. Bây giờ ta chuyển sang hình ảnh kết thúc buổi học nha. Cái tâm trạng của Răng khi kết thúc buổi học. Qua những cái lời giảng giải của thầy về vai trò của tiếng Pháp, các em thấy thái độ của Răng rất là xúc động. Răng đã tự nhủ với lòng mình như thế nào nè: "Ôi, tôi sẽ nhớ mãi buổi học cuối cùng này." Và lúc bấy giờ Răng cảm thấy hình ảnh thầy giáo của mình trở lên sao mà lớn lao đẹp đẽ đến thế. Răng tự hào về thầy và càng tự hào càng cảm thấy yêu thầy và yêu sâu sắc tiếng mẹ đẻ của mình. Các em thấy đấy, một chú bé Răng ham chơi nhưng trong buổi học cuối cùng đã hiểu được giá trị ý nghĩa của tiếng nói dân tộc, biết được yêu tiếng nói dân tộc là một biểu hiện cụ thể của lòng yêu nước.
À, tác giả Alfonso Daudet đã vận dụng thành công cái phép tu từ so sánh, và đặc biệt là rất là nhiều những cái câu văn bộc lộ cảm xúc ở trong bài, tạo nên được một cái tâm trạng, một cái sự thức tỉnh ở trong lòng của cậu bé thật là sâu sắc và đáng yêu. À, vậy là các em vừa tìm hiểu xong nhân vật thứ nhất trong câu chuyện nha. À, bây giờ mình sẽ chuyển sang nhân vật chính thứ hai, đó là thầy giáo Hamen. Nhân vật thầy giáo Hamen nha các em. Nhân vật thầy giáo Hamen trong buổi học cuối cùng được miêu tả như thế nào? Về trang phục nè, về thái độ đối với học sinh, những cái lời nói về việc học tiếng Pháp, hành động cử chỉ lúc kết thúc buổi học. Mình đi tìm hiểu từng nội dung một nha. À, bây giờ về trang phục. Các em thấy trong cái buổi học cuối cùng này, thì thầy giáo Hamen đã đội một cái chiếc mũ lụa đen thêu, mặc cái áo rơ đanh gót màu xanh lục, dìm bông lá sen gấp nếp mịn. Đây là thứ trang phục mà thầy chỉ mặc trong những cái dịp lễ, khi trường có thanh tra về hoặc là phát phần thưởng thôi. Vậy thì các em thấy là với cái cách ăn mặc đẹp và trang trọng như vậy, đủ để chứng tỏ được điều gì? À, thầy Hamen đã ý thức được ý nghĩa hệ trọng của cái buổi học cuối cùng này đối với thầy. À, đó là về trang phục. Bây giờ các em thấy về thái độ đối với học sinh nè. À, ngày hôm nay trong cái buổi học cuối cùng này thì lời lẽ của thầy như thế nào các em? Rất là dịu dàng. Thầy nhắc nhở nhưng không trách mắng khi răng đến lớp muộn, và cả khi cậu bé này không thuộc bài. À, các em thấy thái độ của thầy trong cái việc giảng giải bài học rất là nhiệt tình, kiên nhẫn, giảng giải như muốn truyền thụ hết cái kiến thức của mình cho mọi người. À, trong cái buổi học cuối cùng, thầy đã thể hiện rất là rõ cái tình yêu thương học sinh của mình. Và cái điều tâm niệm tha thiết mà thầy Hamen muốn gửi đến mọi người, đó là hãy trau dồi, hãy yêu quý và giữ gìn tiếng nói, ngôn ngữ của dân tộc mình. À, vì đó là một biểu hiện của tình yêu nước. Ngôn ngữ không chỉ là một cái phương tiện giao tiếp quý giá của một dân tộc, mà còn là chìa khóa để mở cửa ngục tù khi đất nước rơi vào vòng nô lệ. Những lời của thầy Hamen vừa sâu sắc vừa tha thiết, biểu lộ tình cảm yêu nước sâu đậm và lòng tự hào về tiếng nói của dân tộc mình. Các em thấy qua lời nói của thầy, cho thấy thầy là một người rất là yêu quý và trân trọng cái tiếng mẹ đẻ. À, và theo thầy, yêu quý trân trọng tiếng mẹ đẻ đó cũng là một biểu hiện cụ thể của lòng yêu nước. À, đọc xong câu chuyện, tìm hiểu về thầy giáo Hamen, thì các em thấy cái hành động nào, hình ảnh nào của thầy giáo Hamen trong câu chuyện làm cho các em cảm động nhất? Vì sao? À, với cô thì hình ảnh cử chỉ của thầy Hamen lúc kết thúc buổi học làm cho cô cảm thấy cảm động nhất. À, các em thấy cái hình ảnh thầy đang viết bài, đang giảng bài thì chợt nghe cái tiếng chuông nhà thờ điểm 12 giờ, nghe cái tiếng còi của quân phổ đang tập trên đường, tự nhiên mặt thầy tái nhợt lại. Thầy đứng tựa đầu vào tường, nghẹn ngào không nói được hết câu. Thầy cầm viên phấn và nhấn mạnh vào bảng, viết thật to cái câu nước Pháp muôn năm, rồi ra dấu cho học sinh về. Kết thúc rồi, đi đi thôi. Và các em thấy được lúc bây giờ thể hiện được thầy như thế nào các em? Đau đớn xót xa đến tột độ. Và chính cái sự đau đớn xót xa đó cho thấy thầy là một người yêu nước thiết tha. À, cái tình yêu nước trong thầy vô cùng lớn lao và đẹp đẽ. Em suy nghĩ gì về thầy giáo Amen? Đây là một người thầy như thế nào nè? Thầy giáo Amen là một người thầy nghiêm khắc nhưng rất là mẫu mực. Thầy truyền đến học sinh của mình tình yêu tiếng Pháp, một cái biểu hiện cụ thể của lòng yêu tổ quốc. Vậy là mình vừa tìm hiểu xong hai nhân vật thầy giáo Hamen và cậu bé Brang. À, bây giờ mình đi tổng kết lại bài học tí xíu nha các em. À, xét về góc độ nghệ thuật thì theo em trong truyện ngắn buổi học cuối cùng có những cái nét đặc sắc nào về nghệ thuật? À, cô hệ thống là cho các em những cái nét đặc sắc về nghệ thuật cơ bản nha. Thứ nhất là các em thấy cái cách lựa chọn ngôi kể của tác giả, kể chuyện bằng ngôi thứ nhất để cho nhân vật Brang
tự nói lên những cái suy nghĩ cảm nghĩ của mình trong cái buổi họp cuối cùng. Cái thứ hai là tác giả đã xây dựng cái tình huống truyện rất là độc đáo, chọn cái buổi họp cuối cùng để cho nhân vật bộc lộ được cái lòng yêu nước và yêu cái tiếng mẹ đẻ của mình. Thứ ba, các em thấy cái cách miêu tả tâm lý nhân vật rất là độc đáo qua suy nghĩ và qua cả ngoại hình. Và cái thứ tư là cái ngôn ngữ tự nhiên, câu văn biểu cảm và rất là nhiều cái hình ảnh so sánh. Ở nhà các em có thể dở sách ra và các em liệt kê ra những cái câu văn có hình ảnh so sánh mà Alphonso Daudet đã sử dụng trong tác phẩm, rồi các em phân tích thử xem coi cái tác dụng của những hình ảnh so sánh đó như thế nào trong câu chuyện nha. Em hiểu như thế nào về cái lời nói của thầy giáo Amen? Khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ, chừng nào họ vẫn giữ vững được tiếng nói của mình thì chẳng khác gì nắm được chìa khóa chốn lao tù. Mà qua cái văn bản này, em còn cảm nhận được điều gì về tác giả nữa? Em thấy cái câu nói của thầy giáo được xem như là một chân lý. Tiếng nói là một cái giá trị cao quý của dân tộc, yêu tiếng nói là yêu văn hóa dân tộc, tình yêu tiếng nói dân tộc là một biểu hiện cụ thể của lòng yêu nước, sức mạnh của tiếng nói dân tộc là sức mạnh của tiếng nói văn hóa, không thể có một cái thế lực nào thủ tiêu được. Tự do của một dân tộc luôn gắn liền với việc giữ gìn và phát huy tiếng nói của dân tộc mình. Các em thấy không? Tác giả là một người yêu nước, yêu độc lập tự do và rất là am hiểu về tiếng mẹ đẻ. Vậy thì qua ta chốt lại ý nghĩa của văn bản buổi học cuối cùng là gì các em? Tiếng nói là một giá trị cao quý của dân tộc, yêu tiếng nói là yêu văn hóa dân tộc, một biểu hiện cụ thể của lòng yêu nước. Vậy là cô vừa hướng dẫn các em tìm hiểu xong cái truyện ngắn buổi học cuối cùng của nhà văn Alphonso Daudet. Khi nhà học bài á thì các em lưu ý cho cô nè, mình tập tóm tắt lại truyện. Các em nắm vững được nghệ thuật ý nghĩa của văn bản, và tự mình lấy giấy ra mình viết một cái đoạn văn nêu lên suy nghĩ của bản thân mình về tiếng Việt của chúng ta. Về phần chuẩn bị bài, lẽ ra là các em phải soạn bài lòng yêu nước, nhưng mà do bộ quy định cái bài này các em phải tự học ở nhà, cho nên là các em dở sách ra đọc cái văn bản lòng yêu nước rồi tìm hiểu những cái câu hỏi trong cái phần đọc hiểu văn bản đó. Có gì mà các em chưa rõ các em cứ vào cái nhóm Zalo của trường các em hỏi cô ha, cô sẽ trao đổi với các em. Và tiết tới thì cô sẽ dạy bài nhân hóa, các em xem trước cái bài này để mình dễ học hơn nhé các em. Rồi bây giờ thì cô xin biệt các em và cô chúc các em học thật tốt nha.